Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thành phần trục lợi Covid cống nạp cho ông Chính bao nhiêu. Người chịu trách nhiệm cao nhất trong đợt dịch Covid vừa qua không ai khác chính là ông Phạm Minh Chính. Việc chống dịch là công việc đòi hỏi sự thống nhất giữa các bộ. Tuy trách nhiệm thuộc về Bộ Y tế nhưng các bộ khác cũng dốc toàn lực cho công tác chống dịch dưới sự chỉ đạo cao nhất của ông Thủ tướng. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra cuộc họp chủ đạo về phòng chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Phú Trọng đã có kết luận thống nhất phân công ông Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long, người chịu tội thay cho ông Phạm Minh Chính. Ngay sau có quyết định của lãnh đạo chủ chốt bao gồm ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng, thì ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định 1438 vào ngày 25 tháng 8 năm 2021 để lập ra Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Theo quyết định này, nói rõ ông Phạm Minh Chính làm trưởng Ban Chỉ đạo. Ở Ban Chỉ đạo có 4 phó trưởng ban bao gồm ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ. Và nhóm chủ đạo do ông Chính cầm đầu đã tỏ ra lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm và không có ý tưởng điều hành việc phòng chống đại dịch. Khi sự việc bị đổ bể, ông Trọng chưa thể đổ lỗi cho ông Phạm Minh Chính nên đã đổ lỗi cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong việc Việt Á. Tất cả đều không ngoài sự kiểm soát của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid điên đảo vì ông Phạm Minh Chính, nhưng không ai ngờ người tác động vào ông Phạm Minh Chính mạnh nhất không phải là chuyên gia y tế hoặc những người có chuyên môn cao, mà là một người phụ nữ chẳng biết gì về công tác chống dịch, đó chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây là nội dung thông tin mà hồ sơ tuyệt mật được chuyển cho tờ Thời báo .de chia sẻ. Việc không có vaccine sớm và dùng que thử tràn lan, que thử không đúng chuẩn, không đúng chất lượng được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn và có nhiều thông tin cho rằng có hàng triệu đồng bào ở phía Nam. Trong lợi ích của que thử và phân phối vaccine thì có lợi ích quốc gia, nhưng chủ yếu là do lợi ích của gia đình Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tư cách trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Tài liệu mật báo cáo cho biết ông Phạm Minh Chính vẫn thiết lập được đường dây riêng với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, mặc dù ông ta đang bị tạm giam trong tù. Trước cái chết của hàng chục ngàn đồng bào chỉ vì lợi ích và tham nhũng thì dù ai cũng phải đền tội. Lực lượng thực thi pháp luật cảm thấy có trách nhiệm trước những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Song song với vấn đề Việt Á là vấn đề phân bổ chuyến bay giải cứu cho công dân Việt Nam trên khắp nơi trên thế giới. Như báo chí đã đưa tin, Vietnam Airlines và Bamboo Airways đã được chọn để đi giải cứu để có sự phục vụ của các đại sứ tại các nước gom người cho các hãng này xẻ thịt thì phải có chỉ đạo liên ngành. Ai có thể chỉ đạo bộ này giúp bộ kia trong vấn đề bay giải cứu? Ai cũng biết đấy chính là Thủ tướng chứ không ai khác cả. Tuy nhiên, khi phanh phui chuyến bay giải cứu này, báo chí không dám đụng đến vai trò chỉ đạo liên ngành của ông Phạm Minh Chính. Về các chuyến bay giải cứu mà cơ quan tố tụng đã khởi tố cho thấy, Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết được phân bố khoảng 700 chuyến bay. Hai hãng là Vietnam Airlines và Vietjet được khoảng 1.400 chuyến bay. Mỗi chuyến lãi từ 2 đến 3 tỷ đồng và ông Quyết nộp lại cho ông Phạm Minh Chính là điều mà trong hồ sơ tài liệu mật chia sẻ. Đây là hình ảnh hàng ngàn tỷ bay giải cứu đã vào túi ai. Hiện nay, những người đã bị liên minh giữa hàng không và phía đại sứ quán móc túi với giá vé gần 5 lần giá vé thị trường đang đòi Vietnam Airlines phải trả lại phần tiền bị mất cho họ. Nhưng Vietnam Airlines và các hãng khác lấy gì để trả đây? Họ cũng có ăn, nhưng chỉ ăn phần xương, còn phần nạc đã vào túi ông Thủ tướng thì lấy gì cậy ra được? Vậy nên, chuyện ông Thủ tướng sẽ không ai thấy mà người ta chỉ thấy những con tốt đem đi thí trên bàn cờ mà thôi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính bạc đãi vợ sống với tình nhân, tiết lộ về cô nhân tình của ông Phạm Minh Chính. Theo hồ sơ mật mà Thời báo .de vừa nhận được, thì ngược với ông Nguyễn Xuân Phúc khi công du nước ngoài luôn dẫn vợ đi theo, ông Phạm Minh Chính dù lên đến chức thủ tướng
ông vẫn không dẫn vợ đi công du cùng ở nước ngoài. Cho đến nay, những gì liên quan đến gia đình của ông ta biết rất ít. Hiện tại, xã hội chỉ biết gia đình ông ở mức rất hạn chế. Ông chỉ cho biết những gì ít về gia đình của mình. Hiện nay, ông Chính đang có hai con, một cô con gái và một cậu con trai. Em trai ông là Phạm Chí Thức, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13-14. Em gái là cô Phạm Thị Thanh, Vụ trưởng Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính luôn giấu vợ, còn Nguyễn Xuân Phúc thì ngược lại. Ông Phạm Minh Chính không cho mọi người biết về vợ là hình thức che đậy nhân cách của một con người sống với vợ không ra gì, theo hồ sơ chia sẻ. Hiện tại, ông sống với tình nhân rất ít về với vợ. Ông có thể được xem trọng những mối quan hệ xã hội, nhưng con người bạn đời của mình thì như còn ở. Bên ngoài sống với tình nhân, khi bực dọc thì mang những thứ ấy về đổ lên đầu người vợ khốn khổ. Nếu cho mọi người biết về gia đình, e rằng thói thiếu đạo đức bị phô diễn ra trước bản dân thiên hạ. Vì lý do tế nhị đó, chúng tôi chỉ cho biết vợ công chính là bà Trần, không thông tin nhiều hơn. Căn biệt phủ ở khu vườn đào là nơi vợ ông sống. Ông rất ít khi trở về căn nhà này. Ông có thể tiện qua đêm ở bất kỳ đâu mà không có nhu cầu gặp vợ. Ông có thể ở Hưng Yên, Bắc Ninh hay ở nhà cô Nguyễn Thanh Nhàn. Khi còn là bí thư Quảng Ninh, ông Chính về Hà Nội thì lên thẳng nhà cô Nhàn, đó là thông tin được chia sẻ. Cô Nhàn đã công khai nói con của cô Nhàn là con chung với ông Phạm Minh Chính. Và ông Chính từng tuyên bố ai muốn động đến Nhàn thì phải bước qua xác ông Chính. Cũng như gần đây, trước khi bị cơ quan chức năng khởi tố, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn thay mặt chính phủ đi đàm phán với một số quỹ ở Trung Đông hay Nhật Bản. Trong một không gian nhỏ, ông Chính cũng dám tuyên bố thách thức cụ Tổng, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, động lược tới lông chân của cô Nhàn. Ông Chính dường như rất tự tin vì điều đó, bởi rằng ông có công trong việc giữ cụ Tổng ở lại thêm khóa nữa mà không cần sửa đổi điều lệ đảng. Đây là hình ảnh người được cho rằng là nhân tình của Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thứ hai là việc khi ông làm thủ tướng và trưởng ban tổ chức trung ương đã có công trong việc sắp đặt lớp ủy viên trung ương hiện nay, và họ sẽ ủng hộ ông khi ông vừa là đương kim thủ tướng, ông vừa có tiền và cũng có thế lực ủng hộ. Ông Chính cũng như ông Đinh La Thăng luôn chăm sóc rất kỹ vợ của các ủy viên Bộ Chính trị hay ủy viên nữ như bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đó là những vòng bảo vệ mà ông rất tin tưởng. Hiện nay, việc ông Phạm Minh Chính tự tin cụ Tổng hay cơ quan tố tụng không thể đụng đến cô Nhàn bởi có hai lực lượng bảo vệ. Đó được cho là cơ quan tình báo của Israel và cơ quan tình báo quốc phòng Việt Nam thuộc Tổng cục 2. Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, vì sao không thể động chân động tay đến cô Nhàn, chúng tôi xin nói thêm một chút về gia đình. Trước khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có lệnh khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì cô này đã đánh hơi và cao chạy xa bay từ thời gian rất lâu trước đó. Mọi động tĩnh của ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm vào ai vẫn còn đang trong vòng bí mật, thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã biết. Cô Nhàn thách thức ông Nguyễn Phú Trọng, cho dù có dở lắm chiêu thì cô vẫn đánh hơi và biến khỏi Việt Nam từ rất sớm. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cao chạy xa bay nhờ Phạm Minh Chính bắn tin trước là điều mà hồ sơ tài liệu mật chia sẻ. Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ thuộc chỉ đạo của Thủ tướng. Chính bộ lọc này mà bất kỳ một vụ án nào mà ông Nguyễn Phú Trọng nhắm đến thì Thanh tra Chính phủ biết trước cả cơ quan công an. Biết trước vì theo luật Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì mới đến tay công an. Vì thế chỉ cần một cái hắt hơi của Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều biết và lo cao chạy xa bay từ lâu.